Xôi đã chín rền nhìn đẹp quá. Xin chào các bạn. Một nồi xôi gấc đỏ tươi thiệt là đẹp. Mình đã nấu bằng những dụng cụ sẵn có để cúng giao thừa, tạm biệt năm cũ và chào mừng năm mới. Với cái nồi xôi đỏ đẹp như thế này thì sẽ mang lại nhiều điều may mắn cho gia đình của các bạn trong năm mới. Tiện đây thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn. Mình tin chắc rằng các bạn sẽ nấu thành công một nồi xôi gấc đỏ đẹp như thế này bằng những dụng cụ sẵn có trong nhà để mà đón một năm mới vui vẻ hạnh phúc với gia đình. Và sau đây xin mời các bạn vào xem cùng làm với mình nhé. Và hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn cái cách nấu xôi hấp, nhưng mà không hấp bằng sửng mà hấp bằng cái nồi hấp cách thủy các bạn nha. Ở đây mình có một ký nếp đây nè các bạn. Thì với một ký nếp mình sẽ sử dụng một cái trái gấc. Trái gấc này cũng một ký nè. Và có kèm thêm cái cốt dừa hộp nè các bạn. Thì các bạn sử dụng cốt dừa hộp cũng được, hoặc là cốt dừa mình mua người ta vắt sẵn ở ngoài chợ cũng được. Kèm thêm thì có đường, muối và rượu nữa. Một lát nữa khi nào mà làm mình sẽ chia sẻ với các bạn chi tiết hơn. Và để không mất thời gian nữa thì mình sẽ đi ngâm nếp. Bây giờ mình sẽ đi vo nếp và ngâm nếp. Nếp này các bạn cứ vo cho sạch bụi đi rồi mình ngâm ở đây từ 4 đến 6 tiếng các bạn nha. Hoặc là các bạn có thể ngâm qua đêm cũng được. Nếp ngâm gần đủ giờ rồi. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ với các bạn cái trái gấc này, mình sẽ cắt nó ra. Trong khi chờ đợi ngâm nếp thì mình sẽ cắt cái quả gấc này ra. Wow, đỏ quá các bạn ha. Với một ký nếp á, mình xào một ký gấc thì như vậy là hơi nhiều. Một ký gấc ở đây mình tính cả cái quả vỏ luôn các bạn nhé. Cho nên mình sẽ bớt ra một ít. Nhiều quá nó đỏ quá nó cũng không đẹp đâu các bạn. Mình bớt ra một chút như thế này. Mình sử dụng non non một cái thìa cà phê như thế này muối. Và một thìa canh rượu. Thìa canh rượu đầy này tương đương với 12ml các bạn nha. Rượu trắng. Mang bao tay vào và các bạn bóp cho nó những cái hạt gấc này nó ra cái cơm này hết nha. Nếp của mình đã ngâm được 4 tiếng rồi đây các bạn. Nếu như mà các bạn không có thời gian thì có thể dùng nước ấm 50 độ để mình ngâm thì khoảng cỡ 1 tiếng là các bạn có thể hấp được rồi. Cái rổ nếp của mình sau khi mà vo sạch để ráo, các bạn phải để cho nó thật là ráo nhá. Nó ráo như thế này nè thì cái xôi nó mới ngon các bạn ơi. Và mình sẽ sử dụng thêm 1,5 thìa cà phê muối như thế này. Nó tương đương với lại 6 gram các bạn nhé. Các bạn trộn cho đều muối lên giùm mình ha. Tiếp theo thì mình sẽ cho gấc vào đây và mình trộn đều lên. Thì hồi nãy mình thu được cái số gấc như thế này. Nhưng mà để cho các bạn đảm bảo cái số lượng mà mình dùng á, thì mình sẽ dùng cái thìa canh này mình múc nhé. Khoảng 5 thìa canh đầy các bạn. Nếu mà các bạn cân á, thì nó khoảng cỡ 150g tại cái gấc này nó nặng. Vậy là 150g khoảng 5 thìa canh đầy thịt gấc các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn trộn đều lên. Các bạn mang bao tay vào rồi mình trộn cho nó đều các bạn. Các bạn trộn gấc như thế nào mà mình thấy nó có cái màu đỏ đều như thế này là được các bạn ha. Thịt gấc nó thấm đều vào những cái hạt nếp nè.
Thưa các bạn, công việc tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là đi hong xôi nha. Thì các bạn dùng cái nồi, cái xửng hấp thì tốt quá rồi, nhưng mà chẳng lẽ trong một năm á, mình chỉ hấp xôi một đôi lần thôi mà phải đi mua một cái xửng thì cũng không được tiện lắm. Cho nên hôm nay mình chia sẻ với các bạn là có cái gì mình dùng cái đó. Thì ở đây hôm nay mình có cái nồi như thế này, và mình sẽ sử dụng cái này làm cái chân để mình đỡ cho cái vỏ nếp của mình một chút nữa. Nhưng mà cái chân này của mình nó ngắn quá nên mình sẽ dùng cái dĩa này để mình đun nó cao lên. Đó, thì các bạn có cái gì các bạn dùng cái đó nha. Trước tiên thì mình cho vào đây 2 lít nước. Với một cái xôi thì các bạn sẽ sử dụng 2 lít nước. Nếu mà ít nước quá thì cái hơi nước nó yếu, cái xôi nó cũng sẽ không ngon. Rồi mình dùng cái này để mình đựng nếp, mình hấp. Nếu như các bạn có cái rổ như thế này cũng được, các bạn để vào đây và mình cho nếp vô. Hoặc là các bạn dùng cái rá tre cũng được. Để một ít cái hạt gấc lên đây, trang trí cho đẹp. Yêu cầu là nước nó sôi, nó không có được tràn lên trên nếp nha các bạn. Nếu mà như vậy thì nó sẽ nhão sôi. Và bây giờ thì mình đậy nắp vào, mình sẽ đưa đi hấp. Và khi đậy nắp vô thì cái nắp nồi nó phải kín hơi các bạn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ đi hong xôi các bạn nha. Thì các bạn thấy là ở đây mình có cái bếp điện nè. Như các bạn đã biết, cái bếp này thì nó chỉ phù hợp để mình chiên xào hoặc là nấu thôi. Nếu như mà hong xôi thì yêu cầu là lửa phải lớn, cho nên là mình không thể nào sử dụng cái bếp này được. Và mình sẽ sử dụng bếp ga cho cái lửa của nó lớn, thì cái xôi nó mới dẻo, đạt cái độ rền của nó. Khi mà xôi nguội vẫn dẻo các bạn ha. Vì hôm trước cũng có nhiều cái clip xôi mình đã chia sẻ, và có một số bạn đã hỏi mình là tại sao mà nấu xôi khi nó nóng nó còn nóng nó dẻo, nhưng mà đến khi mà để nguội rồi thì xôi lại cứng như là xôi bị sống. Thì đó cũng là một cái nguyên nhân lửa không đủ lớn, hoặc là các bạn dùng cái nồi quá lớn và cái lượng nếp nó lại quá ít thì nó bị loãng cái hơi nóng ra, nó sẽ làm cho cái xôi của mình chín nhưng mà khi nguội nó lại sượng lại. Lúc này thì cái nồi xôi của mình bắt đầu sôi rồi các bạn ha. 30 phút sau thì sẽ quay trở lại với các bạn. Đó, như các bạn thấy đó, nồi xôi sôi rất mạnh luôn. Thưa các bạn, cái nồi xôi của mình tính từ lúc nước bắt đầu sôi cho đến giờ là đúng 30 phút các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ kiểm tra sôi luôn nha. Nhưng mà trước khi mở nắp nồi ra đó, các bạn nhìn này, nước nó tụ ở trên cái nắp nồi rất là nhiều, cho nên mình mở ra mình cẩn thận rắc nước ra ngoài, đừng để nước nó vô trong xôi. Và các bạn nhìn là cái mẹt xôi của mình á, nó nằm cách cái miệng nồi nè. Mình đừng có để nó sát thì hơi nước nó xuống nó sẽ ướt cái xôi nha các bạn. Đó, xôi của mình nó cũng đã chín rền rồi nè, nhìn cái hạt xôi nó bóng trong luôn nè. Chín rền rồi đó các bạn. Chín rền lắm rồi đó. Bây giờ mình sẽ tắt bếp đi nhé. Và các bạn để như thế này cho thoát hơi, cho xôi nó bớt cái hơi nước đi, rồi mình sẽ trộn đường vào. Này thì cái hơi nước nó đã nguội rồi các bạn nhé. Mình sẽ lấy cái mẹt xôi ra. Đó, nước nó cũng cạn luôn rồi nè các bạn. Thơm của gấc á, thơm tự nhiên của gấc rất là thơm. Thì với một ký nếp mình sẽ sử dụng là 100g đường. Nếu như các bạn mà thích ăn ngọt đó, thì mình cho thêm 20g nữa là 120g nha. Và thêm 100g nước cốt dừa. Thì các bạn trộn hai cái lại vào với nhau, mình cho vô luôn cũng được. Còn không thì giờ các bạn rắc đường vào trước đi ha. Một thìa canh nè. Năm thìa canh các bạn ha. Nước cốt dừa khoảng 4 thìa canh lúc đầy đó các bạn. Và bây giờ các bạn trộn cho đều lên.
Đó, trộn như thế này, trộn cho thiệt là đều lên ha các bạn. Rồi bây giờ tiếp tục cho vào nồi hấp. Thưa các bạn, sau khi trộn nước cốt dừa và đường thì mình lại tiếp tục hong sôi lần thứ hai. Nước của lúc nãy cạn rồi, mình lại cho thêm nước vào nhé. Và bây giờ mình lại tiếp tục hấp lần thứ hai. Lúc này thì tính từ khi nước sôi cho đến khi mình tắt bếp sẽ là 15 phút các bạn nha. Rồi sôi của mình nấu lần thứ hai đã được 15 phút rồi. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp và mình để ủ ở đây thêm 5 đến 10 phút nữa các bạn nha. Nhưng mà trước khi tắt bếp mình sẽ lấy cái nước ở trên nắp nồi ra nè. Các bạn cẩn thận cho là nước nó vô sôi nên sẽ ướt sôi nè. Sôi đã chín rền nhìn đẹp quá à. Bây giờ mình sẽ tắt bếp đi nha. Và sau đó mình để ủ ở trong nồi thêm 5-10 phút nữa để cho sôi á, để nguội vẫn mềm. Wow, thơm ghê đó. Thơm lúc này nó có nước cốt dừa và rồi cái mùi thơm ngọt ngào lắm các bạn. Nhưng mà các bạn cứ mở nắp ra để cho nó bốc hơi và nó nguội đi á, thì cái xôi nó sẽ đỏ đẹp hơn, à xôi sẽ bóng hơn. Cái màu của xôi nó thể hiện hết đẹp rực rỡ của nó. Như vậy là với 1 kg nếp thì mình nấu lên nó được 2 kg xôi nè các bạn. Mình cũng chia sẻ với các bạn luôn để khi nhà có khách ấy, thì các bạn tiện làm luôn. Thưa các bạn, cái nồi xôi bây giờ nó cũng đã nguội rồi, mình sẽ đưa ra. Bây giờ chỉ cần đặt con gà lên đây nữa thôi là các bạn có một cái mâm xôi tuyệt vời rồi. Mâm xôi này mà cúng Tết ấy, thì ông bà sẽ hài lòng và sẽ chúc phúc cho gia đình các bạn một năm mới bình an, mạnh khỏe và vạn sự như ý. Hy vọng rằng các bạn sẽ làm được thành công cái món xôi mà mình vừa mới chia sẻ đây. Cảm ơn các bạn đã xem cái đoạn clip của mình và chia sẻ với bạn bè và mọi người cùng biết để làm cái món xôi mới này của mình. Hà xôi bóng lưỡng luôn nè các bạn, đỏ và mềm, mềm dẻo luôn á. Cái nồi xôi như thế này các bạn để nguội nó vẫn dẻo nha. Và như vậy là mình vừa mới chia sẻ đến các bạn cái cách cũng như là cái công thức để nấu một cái nồi xôi đỏ và đẹp, ngon để mà cúng cái Tết giao thừa. Chúc các bạn một năm mới an khang và thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.